của mặt trận viễn thông trong nước. Nhưng chính khát vọng đã giúp chúng ta luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện bản thân mình, vượt qua mọi khó khăn, các đảo trước mọi gian khổ, thách thức để lần lượt chinh phục những nấc thang, tạo ra những bước nhảy vọt vĩ đại qua từng giai đoạn. Giai đoạn 1, khởi nghiệp từ năm 1989 đến năm 1999 là một đơn vị chủ yếu xây lắp các công trình viễn thông phục vụ quân đội và dân sự. Gian nan đã chui rèn kỹ năng về ý chí. Viettel nhanh chóng trưởng thành qua các dự án khó, trở thành công ty số 1 trong lĩnh vực xây lắp viễn thông, đã hoàn thành nhiều công trình cột cao trọng điểm quốc gia như tháp truyền hình cao nhất Việt Nam, tuyến đi ba số đầu tiên dài nhất Việt Nam, đặt nền móng cho việc chuyển đổi từ công nghệ analog sang công nghệ số và nhanh chóng ước mơ xây dựng một mạng viễn thông của riêng mình. Giai đoạn 2, bùng nổ viễn thông. Từ năm 2000 đến năm 2010, Viettel tham gia lĩnh vực viễn thông, trở thành doanh nghiệp viễn thông lớn nhất tại Việt Nam và bắt đầu kinh doanh ra thị trường nước ngoài với truyền thống và cách làm của người lính. Không ngại khó, không ngại vất vả, Viettel đã làm nên kỳ tích mới, đó là tạo ra sự bùng nổ viễn thông tại Việt Nam. Viettel Mobile ra đời vào năm 2004 là đơn vị thứ tư tham gia vào thị trường viễn thông, nhưng chỉ sau 3 năm đã vươn lên vị trí số 1. Mạng lưới viễn thông của Viettel vừa là mạng quốc gia phục vụ sản xuất kinh doanh an sinh xã hội, vừa thực hiện thu hồi cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và thực hiện nhiệm vụ A2 sẵn sàng chuyển các nhiệm vụ quân sự trong thời chiến. Đường do đi mà có. Viettel tiên phong đầu tư ra nước ngoài, hiện với 10 quốc gia, 260 triệu dân trên 3 châu lục, từ châu Á, châu Phi sang châu Mỹ với khoảng 55 triệu khách hàng. Trong đó có 7 trên 10 thị trường đang đứng ở vị trí số 1. Các thị trường còn lại, Viettel được nằm trong số các doanh nghiệp viễn thông lớn nhất, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm ở mức cao. Các thành quả của việc đầu tư ra nước ngoài đã góp phần làm tăng giá trị thương hiệu của Viettel, làm thay đổi Viettel cả về tầm vóc, quy mô, kinh nghiệm, tiềm lực vật chất, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường quan hệ chính trị với các nước, đặc biệt trong khu vực châu Á, giữ gìn hòa bình, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Giai đoạn 3, đột phá công nghệ. Từ năm 2010 đến năm 2020, Viettel trở thành tập đoàn nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, viễn thông toàn cầu hùng mạnh. Viettel đã bước đầu nghiên cứu sản xuất thành công vũ khí chiến lược công nghệ cao để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước. Tới nay, Viettel đã sản xuất thành công hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho quân đội. Các sản phẩm được đưa vào trang bị cho quân đội được đánh giá với mức độ tương đương hoặc vượt trội so với các sản phẩm mà Bộ Quốc phòng đã mua của nước ngoài trước đây, phù hợp với điều kiện tác chiến của quân đội, đảm bảo tính bảo mật, tự chủ trong sản xuất, công tác hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, giảm sự phụ thuộc của các đối tác nước ngoài, giúp nâng cao đáng kể tiềm lực quân sự quốc phòng. Bên cạnh đó, Viettel cũng đã làm chủ hoàn toàn thiết bị hạ tầng viễn thông, đánh dấu bước tiến đột phá trong ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đi qua những cột mốc thần kỳ, Viettel từ một doanh nghiệp nhỏ bé trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam, đứng top đầu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và là doanh nghiệp viễn thông đầu tư ra nước ngoài lớn nhất với 10 thị trường trải rộng khắp 3 châu lục. Thương hiệu Viettel được Brand Finance định giá 8,9 tỷ USD là thương hiệu viễn thông có giá trị nhất tại Đông Nam Á, xếp thứ 9 tại châu Á và 17 trên thế giới. Có được cơ sở vững chắc để tập đoàn Viettel tự tin bước vào giai đoạn 4, tầm nhìn tương lai từ năm 2020 đến năm 2030. Với mục tiêu, Viettel trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, thực hiện thắng lợi chuyển đổi số, tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số và nòng cốt trong việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao,